giận rồi hết vậy. Ồ không biết giận. Hay, xin chào cả nhà nha. Hôm chào nay bạn thì nha. Chào mọi người. Hôm nay thì mình về quê nhà ông ngoại. Có thanh long chín ở ngoại chừa nè, đó lát nữa mình sẽ bẻ nha, cái cây này thấp chủng mà có trái nè. Bên kia kìa. Đó, nhóc có chân luôn nè. Bây giờ mình sẽ leo lên bẻ nha, đó đỏ lòm ở trên cái chỗ đầu mình đó, thấy chưa? Là thanh long đó nha các bạn. Đó, kế thanh long là có cây dâu nè, bây giờ mình sẽ trèo lên mình bẻ cho. Rồi, ok. Bây giờ mình trèo bẻ nha. Rồi. Đây các bạn, thanh long đây. Đây đợt đầu tiên được nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình xuống qua em kia nha. Rồi nè, còn nữa nè nhưng mà cao lắm. Cái này để đi. Rồi cái hoa thanh long này nha. Đây hoa thanh long này một thanh vậy mà nó mọc cho mày tới ba cái. Đó, giữ dành chưa. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây. Trái nào bự nè. Trái nào bự chà bá luôn. Nó cũ con trái thì nó bự nhiều. Đó, vậy mới làm quay đó. Rồi mời cả nhà ăn thanh long nha. Hồi nãy chắc là không có quay. Hồi nãy không có bấm gì á. Thanh long ngọt ngay luôn cả nhà ơi. Hồi nãy mình có quay một khúc rồi nhưng mà hồi nãy chắc là quên bấm. Bây giờ làm lại nha. Ngọt ngay luôn. Thanh long ruột đỏ. Ông ngoại tự trồng. Cái trái chín tới vậy, nó ăn cái này chín tới vậy nè, nó ngọt hơn cái màu xanh xanh này. Hàng chi hay là chín quá mình bẻ nó mới rụng cái chỗ này. Nó chín quá nó không dễ gắt. Chứ mà phải dặn cho cây ngạo đứt thôi. Nhưng mà mới ấy rất là sức. Chưa có. Rồi nè, nhóc hết trơn nè. Leo bẻ chút xíu rồi, cái này bự chà bá luôn nè, cái này chắc cỡ nửa ký à. Có hơn nè. Hơn nửa ký. Rồi. Bự coi. Đi. Ở cái này. Bị nắng quá nó ít, nó nhỏ chứ trời qua mưa có nước ướt vậy là sao? Đợt tới này nè, cái chà bá luôn. Gì đó hả? Cỡ này ăn ngon rồi. Không có tư nước tư gì đâu. Nắng ăn nó mới ngọt. Rồi mời cả nhà. Lại. Mời cả nhà nha. Nãy hồi nãy quên bấm rồi. Rồi xin mời cả nhà nha. Bây giờ ăn thanh long mà không có cần dao nào là mình phải tước từ cái đít nó lên vậy nè. Đó, tước chỗ có râu á. Lột như lột chuối vậy đó. Đó, lột như lột chuối vậy đó. Đó. Lột ra nè. Chưa? Ngon chưa? Ăn thanh long ăn tại vườn là phải ăn vậy đó. Ăn tại vườn là như thế này nè. Xẻ ra làm chi. Đó, làm vậy đó. Ngon chưa? Đó. Hết nổi rồi. Để ăn tượng trưng là mổ ăn tượng trưng.
Rồi mời các bạn nha. Xin mời ăn thanh long của ông ngoại. Ngon. Gắt luôn á. Hai cô cháu mình là coi như thử thách ăn hết cái gỗ thanh long này nè. Mà chắc là hai trái no à. Ăn hết là trốn rồi. Ăn hết cái gỗ này là không chịu nổi đâu, thành ra thôi ăn có hai trái là trái này trái thứ hai nha các bạn. Ăn xong rồi nha các bạn. Hết chưa? Ha. Một trái nữa. Đào trái rồi chứ. Mới ăn cơm xong. Không có quyền trái thứ hai, trái một. Đố Đạt Nam ăn thêm trái nữa được không? Đạt ăn nhiều quá không tốt, ăn nhiều quá rửa ruột. Vậy hả? Không có đau bụng gì mà tự nhiên nó không ruột. Xúc ruột. Rồi thôi à. Hết thôi hả? À, điều sau hồi đó mà có lúc vậy lúc sau này không có. Chắc nó là mình mát quá. Lúc sau này ăn cũng bình thường hả? Ăn riết quen. Riết ăn đừng uống nước liền. Uống nước liền không được. Mà thanh long của mình làm như cái vỏ nó hơi dày ha. Của người ta bán làm như là nó xịt thuốc về cái vỏ. Không, mà mới bẻ này vậy. Vậy hả? Mới bẻ tươi. À. Nói chừng để 2-3 bữa cái vỏ nó mỏng rồi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ vậy chứ để 2-3 ngày ăn nó ngọt hơn bây giờ nè. Vậy đó hả? Để lâu được lắm, thanh long này là không có xịt thuốc, để lâu nó không có sao nè. Chín quá thì nó lâu chứ mới vừa vừa để lâu. Rồi thôi đây. Mình là nghe răng nó lộn mà. Rồi nha. Ăn nó dính tùm lum rồi. Rồi thôi giờ gia đình mình xin chào cả nhà nha. Định ăn hết cái gỗ này nhưng mà nó no quá trời chịu hết nổi rồi. Bây giờ thôi tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Đó, ba mình đó, dễ thương không? Ba mình nhà của ba mình luôn nè. Đó. Chưa? Ba mình năm nay bao nhiêu lâu tuổi? 76. 76 tuổi hả? Đó, ba mình 76 tuổi mà còn trẻ ha mọi người, thấy chưa? Đó, còn trẻ luôn, đẹp trai luôn. Đó, nhà của ba mình ở giữa cánh đồng luôn nha. Rồi, bye bye cả nhà nghe, no quá chừng rồi. Các bạn.